Và không biết liệu ông Philip Jose đang bị áp lực rồi tạo ra động lực cho chính mình và các cầu thủ để giành chiến thắng trước Indo hay không, hay là rồi bởi vì áp lực nhưng mà không có năng lực, từ đó trở thành bất lực, rất là nguy hiểm. Xin chào mừng tất cả quý khán giả trở lại với sân vận động quốc gia Mỹ Đình để theo dõi trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển quốc gia Indonesia trong khuôn khổ vòng loại 2 World Cup 2026. Nhưng mà tối mai mới đá, còn tối ngày hôm nay là mới có ngày 25 thôi. Chúng ta đã mua vé chưa mà chúng ta nóng lòng? Có ai mua vé rồi thì cố gắng giữ cái vé đó, còn ai chưa mua thì cố gắng đến ủng hộ cho đội tuyển, chứ đừng vì ghét ông Philip Jose mà không ủng hộ cho các cầu thủ của chúng ta thì nó rất là đáng thương. Bởi vì sao? Ngay lúc này đây các cầu thủ đang rất là áp lực, ông Jose cũng đang rất là áp lực, mà chúng ta cũng bị áp lực nữa. Cho nên dù gì đi nữa, đây là sân vận động của nước nhà mà người ta bỏ tiền ra thuê, nó tốn kém lắm. Một cái vé nó có đâu không 100, 200 gì đó, 300 gì đó. Thôi cố gắng đến xem nha quý vị. Buổi trưa ngày hôm nay 25 tháng 3 thì đã có một buổi họp báo diễn ra. Bên phía đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì có đại diện là ông Philippe Troussier và Tiến Linh trả lời họp báo. Còn bên phía đội tuyển Indo thì ông Shin Tae Yong rất là vui vẻ, niềm nở với cánh báo chí, lạc quan. Và ông cũng không quá tự cao rằng có thể chiến thắng được Việt Nam. Ông chỉ nói rằng đây là một trận đấu có tính chất rất quan trọng, bởi vì suốt 20 năm trời đội tuyển Indo chưa thể thắng được đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, và lần này ông muốn phá cái giấc đó. Có một cái câu mà mình thấy rằng ông Philippe Troussier ông trả lời trước họp báo nó không đâu vào đâu, tức là nó không ăn nhập vào đâu quý vị, nó vô thưởng vô phạt cái gì. Huấn luyện viên Troussier tin rằng Việt Nam vẫn còn quyền tự quyết. Nghĩa là sao? Trong bóng đá thì hai đội ra sân chỉ có thắng, thua và hòa. Như vậy thì cái quyền tự quyết là tự quyết để đi vào vòng loại tiếp theo của World Cup, hay là tự quyết cái gì? Quý vị thấy cái câu này nó mơ hồ không? Giống như là một cái kiểu gọi là, trong tiếng Anh nó có một cái từ đó là you're talking nonsense, tức là bạn nói một cái điều nó rất là vô lý, nó không ăn nhập vào đâu hết á. Đội tuyển Việt Nam vẫn còn quyền tự quyết. Tôi luôn quan sát biểu cảm, thái độ cũng như cách sinh hoạt của các cầu thủ. Bản thân tôi không quá lo lắng về tinh thần của họ. Tôi cảm nhận sự tràn đầy khát khao cống hiến. Cái này là do ông nói, chứ còn cái thực chất ở bên trong như thế nào đó thì cũng hy vọng nó được như vậy, nhưng mà không ai biết rõ bên trong. Sau thời gian dài làm việc, tôi nghĩ là các cầu thủ đã hiểu được cái mong muốn của tôi. Bản thân họ cũng hiểu về cái trách nhiệm. Trận đấu có thành công hay không là do sự nỗ lực của cầu thủ, thực hiện chính xác những ý đồ chơi bóng. Thế thì ý đồ chơi bóng của ông là ý đồ gì? Trong suốt hơn 10 trận rồi, chúng tôi vẫn không hiểu được cái chiến thuật chơi bóng của ông là cái chiến thuật gì cho tới giờ phút này. Chiến lược gia người Pháp nói tiếp, bản thân cầu thủ hiểu trách nhiệm cho những hành động của mình. Còn bản thân tôi chỉ đưa ra những đấu pháp, chiến thuật và định hướng họ thực hiện chính xác nhất có thể. Ông Philippe Troussier đã mất phân hướng, không còn đủ bình tĩnh và không còn khả năng tự tin vào bản thân mình nữa rồi. Huấn luyện viên Troussier căng thẳng liên tục dừng buổi tập của đội tuyển Việt Nam trong buổi chiều ngày hôm nay. Cái áp lực nó đè nặng lên vai của các cầu thủ trong cái trận trên sân Mỹ Đình vào tối ngày mai nó đã rất nhiều rồi. Đúng ra trong buổi tập này ông phải làm sao cho các cầu thủ tinh thần nó thoải mái, nó nhẹ nhàng một tí xíu. Tại vì ông Troussier ơi, ông đã về với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cái mà ông cần huấn luyện, ông đã huấn luyện họ hơn một năm nay rồi. Những bài vở của ông họ cũng đã biết rồi. Mà nếu như ông có tuyệt chiêu gì thì ông cũng đã tung rồi. Không có lý do gì để ông đè nặng cái sức ép của ông lên vai của các cầu thủ của chúng tôi. Để rồi khi họ ra sân, họ đá, không biết liệu tinh thần của họ có thoải mái hay không. Đừng có đem áp lực của chính ông để đè nặng lên các cầu thủ. Yên, ông là huấn luyện viên thì trong buổi tập ông có quyền mắng quát các cầu thủ. Nhưng mà quý vị thử đặt câu hỏi đi, không phải chỉ vì những cái trái ném bóng của Indo mà ông căng thẳng đến như vậy. Và nếu như nói về quá trình thời gian tập luyện thì tôi hỏi bây giờ nè, chỉ còn ngày mai nữa đấu, ông Troussier có bài vở gì mà bày đặt ở đó mà ra rồi đứng chống nạnh rồi luyện tập thế này thế kia? Thế thì nguyên một năm nay ông đã chỉ cho các cầu thủ, ông đã huấn luyện cho các cầu thủ cái gì? Thế thì mình nghĩ rằng trong cái buổi tập buổi chiều ngày hôm nay thì nó cũng chả có con mẹ gì khác hết á. Nếu nó khác thì nó đã khác rồi, quý vị có đồng ý không ạ? Cho nên trong trận này đúng ra là phải cho các cầu thủ nhẹ nhàng một tí xíu. Nói thiệt quý vị, mình đang rất là nghi vấn về trình độ chuyên môn của ông này liên quan tới vấn đề huấn luyện. Bởi vì sao? Cái chuyện chuyên môn này rất khó có ai có thể can thiệp được, và thậm chí đôi khi ông tập kín ở bên trong không ai biết. Nhưng mà rõ ràng ở trên kia họ phải thừa biết là trình độ của ông này tới đâu. Nhưng mà trải qua trăm ải bể dâu rồi thì bây giờ chúng ta còn nghi ngờ gì về trình độ chuyên môn, khả năng năng lực của ông này nữa không? Xin thưa, không còn gì phải nghi ngờ nữa. Kể cả một người như ông Bầu Đức, ông cũng đã nhận định rồi. Và bây giờ ai cũng nhớ đến lời nhận định của ông Bầu Đức là hoàn toàn chuẩn xác về ông Philip Jose. Chúng ta thấy chưa, áp lực đôi khi nó tạo ra động lực, nhưng mà cũng chính cái áp lực nhiều khi không đủ năng lực thì chúng ta sẽ bất lực. Và không biết liệu ông Philip Jose đang bị áp lực rồi tạo ra động lực cho chính mình và các cầu thủ để giành chiến thắng trước Indo hay không? Hay là rồi bởi vì áp lực nhưng mà không có năng lực, từ đó trở thành bất lực, rất là nguy hiểm. Trở lại với buổi họp báo, ông Philip Jose ông khẳng định rằng đã có phương án chống ném biên của Indonesia. Vậy thì trận này ông Shin Tae Yong không chơi ném biên nữa thì sao? Ông thay đổi chiến thuật, ông không ném biên kiểu đó nữa, ông không cho các cầu thủ ném biên kiểu đó nữa. Thì thế thì ông qua bên, ông hỏi Liên đoàn bóng đá Nhật Bản để mà phá cái cú ném biên đó để làm gì, nó vô nghĩa. Cho nên đây là một cái cách đối phó nó cực kỳ máy móc. Có nghĩa là ông đã lúng túng, đã quýnh quáng rồi, quýu rồi. Mà trong hiệp 1 mà chúng ta thua một trái nữa thì mình nghĩ ông Philip Jose sẽ không còn đủ khả năng, năng lực tỉnh táo để chỉ đạo trong hiệp 2. Ai đó cần phải có phương án để đề phòng đi. Không khéo qua hiệp 2 ổng lại không biết cách bố trí nhân sự, rồi chúng ta lại nhận cái kết đắng. Chúng ta không có một cái sự chuẩn bị và giao mà phó thác hết cho ổng, để rồi khi nhận thất bại đắng cay chúng ta lại trách móc muộn rối. Và ổng chỉ nói một câu: tôi chịu trách nhiệm với những gì tôi làm. Mà ổng lại được đảm bảo là gì? Đá ít nhất cho tới tháng 6 còn trận với Indo và Philippines. Thế thì cũng đâu có sa thải ổng được. Ngay sau trận thua Indo 0-3 ở sân Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng bảng Tiger Cup 2004, huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Edson Tavarez đã tuyên bố từ chức và mua vé máy bay về nước. Và câu chuyện này nó đã xảy ra 20 năm rồi. Như vậy liệu có ông huấn luyện viên nào đó có can đảm từ chức và không yêu cầu VFF phải bồi thường bất kỳ khoản hợp đồng nào để về nước sớm không? Tại sao? Tại vì có những người, người ta rất là trọng cái danh dự. Và chúng ta còn nhớ ông Calesto cũng đã vì áp lực và ông xin từ chức. Vấn đề quan trọng là bây giờ ông Philip Jose sẽ không can đảm để từ chức. Bởi vì sao? Trái nho nó mới vừa chín tới, nó còn thơm, còn xanh, còn ngon. Và bây giờ ông đã 69 tuổi rồi. Bây giờ ông từ chức thì về ông dẫn dắt được đội tuyển nào nữa? Cho nên cuối cùng rồi phải cố gắng đi một khoảng thời gian nữa. Cho nên bây giờ ông Philip Jose, tôi cá luôn, ổng sẽ không bao giờ từ chức cho đến khi ổng không hoàn thành được mục tiêu ở vòng loại 2 World Cup. Và lúc đó tự động ổng biết rằng số phận ổng bị sa thải và không được đền bù bất kỳ khoản hợp đồng nào. Còn bây giờ chúng ta đừng có mơ mà ổng từ chức, không có đâu. Cho dù có thất bại trước Indo thì áp lực cũng chưa đủ để ổng làm từ chức so với cái tương lai của ổng, đó là về hưu, nhận khoản tiền đền bù nếu có. Vì vậy chúng ta cố gắng chờ đợi cho từ đây cho đến hết tháng 6 nha quý vị. Rồi bây giờ mình đưa một số thông tin cơ bản như vậy. Chắc có lẽ là cái buổi họp báo ngày hôm nay quý vị cũng đọc báo cũng đã biết hết rồi. Mình xin hẹn gặp lại quý vị ở chương trình tiếp theo nhé. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.